Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 15 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự tối nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn tiếp và làm việc với Đảng đoàn các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên mở rộng. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc với cử tri tại thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu và Kim Động trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2026 với công ty cổ phần FPT. Huyện Văn Lâm nỗ lực hoàn thành phương án dồn thửa đổi ruộng, gỡ điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đoàn công tác Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm trưởng đoàn đã về làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh, kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên gồm 14 hội thành viên với hơn 13.000 hội viên. Liên hiệp đã phản biện cho ý kiến gần 300 đề tài, dự án, trong đó có nhiều đề tài ứng dụng vào thực tiễn. Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh, hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh thu hút đông đảo các tác giả, nhóm tác giả tham gia. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về nhiều vấn đề như cơ chế chính sách thu hút đội ngũ trí thức trên địa bàn. Các đại biểu đề nghị tỉnh Hưng Yên nghiên cứu thành lập Đảng đoàn Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Hội đồng tư vấn phản biện và giám định xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên là tổ chức tập hợp, đoàn kết lực lượng trí thức có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Đội ngũ trí thức là lực lượng chính thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp, văn minh, giàu đẹp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên sẽ tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức phát triển, tham gia vào quá trình tư vấn, phản biện. Tỉnh ủy sẽ nghiên cứu các quy định về việc thành lập Đảng đoàn, Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có sự phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hưng Yên để nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác phát triển đội ngũ trí thức và các hoạt động khoa học công nghệ. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho tỉnh Hưng Yên ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, phát triển và nâng cao chất lượng của đội ngũ trí thức, nhất là các nhà khoa học, và phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức các sự kiện, các diễn đàn về khoa học công nghệ ở tầm quốc gia và quốc tế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ liên hiệp hội đội ngũ trí thức, tạo điều kiện thuận lợi cho các trí thức, các nhà khoa học của tỉnh được tiếp cận, chia sẻ các thông tin, kết quả, những thành tựu hay là những sản phẩm nghiên cứu ứng dụng, và đặc biệt là cái xu hướng phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, và tham gia phối hợp nghiên cứu triển khai các đề tài, các dự án nghiên cứu khoa học. Sáng nay tại trụ sở công ty cổ phần Tiên Hưng, huyện Tiên Lữ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ tư nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng phụ trách điều hành Bộ Y tế, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung hội nghị đánh giá kết quả Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đã đạt được sau 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ba vấn đề chính được Hiệp hội đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. Một là giải pháp nào để xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, đoàn kết cộng đồng doanh nghiệp Hưng Yên để hỗ trợ nhau cùng phát triển. Hai là xây dựng văn hóa doanh nghiệp doanh nhân Hưng Yên. Ba là doanh nghiệp doanh nhân với công tác an sinh xã hội vì cộng đồng. Trong hơn 2 năm qua chúng tôi tuyển thêm được hơn 2.000 người. Đấy là cái hình ảnh rõ nét nhất văn hóa của doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên thì nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như các đồng chí lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương và các sở ban ngành. Thì không có lý do gì mà Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên không thể bứt phá, phát triển mạnh hơn nữa. Vấn đề là làm sao các doanh nghiệp phải đoàn kết và phát huy được chính nội lực của mình để giúp đỡ nhau
cộng đồng doanh nghiệp Hưng Yên chắc chắn sẽ phát triển. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn đánh giá cao sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và thông báo những nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, thu ngân sách nhà nước ước đạt 25.000 tỷ đồng và dự kiến ước thu cả năm đạt khoảng 42.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 100 triệu đồng. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các cấp lãnh đạo tỉnh luôn lắng nghe để tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh phát triển. Quyết tâm rồi quyết liệt để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Nhưng về luật pháp thì vẫn phải đảm bảo đúng theo quy trình quy định của pháp luật. Thì các ông các bà cũng rất là biết rồi đúng không? Trong thời điểm này có rất nhiều cái nhạy cảm, nhưng ta vẫn phải hướng về cái chung. Cái chung đó là làm sao cho đất nước phát triển, tỉnh phát triển và các doanh nghiệp phát triển trên cơ sở tôn trọng pháp luật và thượng tôn pháp luật. Thế đó thì ta cùng song hành chia sẻ. Chứ không phải là cái gì muốn là ta cũng làm được. Rất muốn, nhưng mà có làm được không? Thì căn cứ vào pháp luật. Nếu pháp luật mà được theo đúng quy định thì chúng tôi giải quyết ngay. Là hiệp hội doanh nghiệp trong thời gian tới thì chúng ta tiếp tục phát huy những cái vai trò sức mạnh của mình, rồi phát huy những cái nội lực của mình để ta kết nối các cái doanh nghiệp mạnh trong toàn tỉnh để chúng ta cùng chia sẻ, cùng đồng hành này, để có thể là chúng ta lớn mạnh lên để cái vai trò tiếng nói của các doanh nghiệp đến chính quyền địa phương ngắn nhất và nhanh nhất và được giải quyết triệt để. Đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo các sở ngành là cơ quan tham mưu cho tỉnh, những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách pháp luật thì các đồng chí đều phải sát sao hơn, đối với lại lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp nhiều hơn và quan tâm rồi giải quyết các vấn đề và khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để ta cùng tháo gỡ. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, toàn tỉnh có hơn 14.000 doanh nghiệp, vì vậy thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, quy tụ doanh nghiệp cùng tham gia vào Hiệp hội, quan tâm chăm lo tốt đến đời sống công nhân lao động và góp phần xây dựng quê hương đất nước phát triển. Luôn luôn xác định ta làm ở đây là vì cái chung, vì mục tiêu chung là cho tỉnh Hưng Yên phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no hơn, hạnh phúc hơn. Thì đấy là cái nguyện vọng duy nhất, thế thì cũng đề nghị là Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ kết nối với nhiều các doanh nghiệp tỉnh ngày càng lớn mạnh và cùng chia sẻ những kinh nghiệm để cùng nhau phát triển và chúng ta thực hiện theo các cái nhiệm vụ nghĩa vụ theo pháp luật quy định. Ngoài ra thì có thể là đề xuất với tỉnh những khó khăn vướng mắc để tỉnh cùng song hành và được lắng nghe, được giải quyết nhiều hơn nữa các cái khó khăn của các doanh nghiệp để chúng ta cùng phát triển. Đấy là mục tiêu cuối cùng như vậy. Cuối cùng xin Hiệp hội Doanh nghiệp thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn lại và ngày càng lớn mạnh. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo Bộ Y tế đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình tư vấn miễn phí và chăm sóc sức khỏe người lao động giữa Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Bệnh viện Phổi Trung ương. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức tiếp xúc với cử tri tại thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu và Kim Động. Dự buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Sau khi nghe đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 7 tới, khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đại diện cử tri thành phố Hưng Yên đã phản ánh kiến nghị tới đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh một số nội dung như cần sớm khắc phục tình trạng xuống cấp mặt đê Phú Hùng Cường để phục vụ đi lại, phát triển kinh tế và đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa lũ, đầu tư nâng cấp cải tạo trung tâm thể thao, cần vào cuộc giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông thuộc địa bàn xã Trung Nghĩa, cân nhắc mức tăng học phí đối với học sinh các cấp có lộ trình cho phù hợp với thu nhập đời sống của nhân dân. Nhiều cử tri cũng bày tỏ khó khăn trước thực trạng giá phân bón, thức ăn chăn nuôi, xăng dầu tăng cao trong thời gian qua đã tác động và làm ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất thu nhập của nhân dân.
Thay mặt đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toàn tiếp thu các ý kiến của cử tri và giải đáp một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên giải quyết những nội dung cử tri phản ánh. Sau hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Khoái Châu, có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri đã kiến nghị một số vấn đề như đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, tình trạng ô nhiễm môi trường trên hệ thống sông Từ Hồ, Sài Thị đang gây ảnh hưởng lớn đến công tác tưới tiêu, đề nghị các ngành chức năng có giải pháp nạo vét sông, canh mương trên địa bàn huyện để thoát nước vào mùa mưa, tránh ngập úng cho cây trồng, quan tâm làm đường giao thông đã bị xuống cấp, xây dựng nhà máy xử lý rác thải để các khu dân cư không bị ô nhiễm môi trường, có biện pháp tiêu thụ nông sản cho nhân dân như chuối, nhãn thuận lợi hơn. Dự hội nghị tiếp xúc tại huyện Kim Động có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri huyện Kim Động kiến nghị việc phát triển các khu cụm công nghiệp cần đảm bảo sinh kế cho người dân. Đối với dự án chậm triển khai đã nhiều năm cần có biện pháp xử lý, tránh lãng phí đất. Một số công trình thi công làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp do hệ thống mương máng, kênh tiêu, kênh tưới bị gián đoạn. Cử tri kiến nghị tỉnh, huyện tiếp tục hỗ trợ nâng cấp, làm mới một số tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và tu sửa công trình thủy lợi đã xuống cấp. Hỗ trợ xe thu gom, xử lý rác thải chuyên dụng, đẩy nhanh việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn thửa đổi ruộng. Quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ kiêm nhiệm, tăng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi bộ sau sáp nhập. Chiều ngày 14 tháng 6, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại tỉnh Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các thành viên Ban Chỉ huy. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đề nghị thời gian tới các bộ ngành liên quan quan tâm đề xuất chính sách công tác di dân khu vực vùng bãi trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp tình hình thực tế, điều chỉnh các quy định về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với thực tiễn phát triển của công nghệ thông tin, quan tâm đầu tư kinh phí cải tạo xây dựng các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí trưởng đoàn công tác Nguyễn Văn Hồi ghi nhận và đánh giá cao kinh nghiệm của tỉnh Hưng Yên trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời đề nghị tỉnh thời gian tới cần tăng cường xử lý vi phạm công trình đê điều, xây dựng các giải pháp giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất do thiên tai gây ra, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, tăng cường công tác trực ban đến các đơn vị thành viên, cảnh báo sớm cho nhân dân sống ở vùng bãi về diễn biến của thời tiết, nâng cấp hệ thống thông tin chỉ huy điều hành phòng chống thiên tai. Cũng trong chiều 14 tháng 6 tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty cổ phần FPT về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2026. Dự buổi lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo thỏa thuận hợp tác, trong giai đoạn 2022-2026, công ty cổ phần FPT bố trí nguồn lực triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất phù hợp với thực tiễn của tỉnh, hỗ trợ tỉnh hoàn thiện những văn bản liên quan đến chuyển đổi số, đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ chuyên gia về công nghệ thông tin, triển khai chương trình đào tạo cho các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức trong hệ thống chính quyền tỉnh, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số, công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, việc ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty cổ phần FPT là quyết tâm của tỉnh Hưng Yên trong việc nắm bắt và tận dụng có hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, coi chuyển đổi số là giải pháp đột phá góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sau khi ký thỏa thuận hợp tác, công ty cổ phần FPT phối hợp với các sở ngành của tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện những bước theo thỏa thuận hợp tác. Các sở ngành địa phương phối hợp và cung cấp thông tin cần thiết để công ty cổ phần FPT nghiên cứu, khảo sát, xây dựng, triển khai các nội dung hợp tác. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số dự án luật quan trọng. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát biểu thảo luận về dự án luật dầu khí sửa đổi.
Phát biểu tại hội trường, đại biểu Đào Hồng Vận nhất trí về việc cần thiết phải ban hành luật dầu khí sửa đổi nhằm góp phần thiết lập khung pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ để thúc đẩy phát triển hoạt động dầu khí, đặc biệt là khôi phục tính hấp dẫn cho môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí, tận thu không bỏ phí nguồn tài nguyên hóa thạch quốc gia, đồng thời bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng Nhà nước. Về vị trí vai trò của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, gọi tắt là PVN, đại biểu cho rằng cần làm rõ vai trò giám sát của PVN, quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của tập đoàn này trong luật. Tôi đề nghị ban soạn thảo cần quy định rõ hơn các nội dung về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của PVN như các nhà thầu dầu khí khác tại quy định số điều 50, 51 và quy định về chính phủ giao cho PVN thực hiện những nhiệm vụ cụ thể nào để thay mặt chính phủ quản lý hoạt động dầu khí tại điều 53, 54 của dự thảo luật, để không có sự chồng chéo mâu thuẫn về thẩm quyền của PVN trong việc phê duyệt dự án đầu tư giữa dự thảo luật và luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Những năm qua, việc chậm hoàn thành phương án dồn thửa đổi ruộng ở huyện Văn Lâm tạo thành điểm nghẽn cho nhiều hoạt động kinh tế xã hội, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Quyết tâm thay đổi điều này, huyện Văn Lâm tập trung huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đến nay điểm nghẽn này cơ bản đã được tháo gỡ. Hôm nay, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo đến bàn giao bản đồ và phương án dồn thửa đổi ruộng đã được Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm phê duyệt cho thôn Tân Nhuế niêm yết công khai để gần 300 hộ dân trong thôn xem xét, rà soát thông tin. Trước đây phải 4 năm thửa, đến bây giờ thì đa số là chỉ còn 2 thửa thôi. Vì trên đặc thù đây là có mầu có chiêm nên là phải là mỗi nhà phải 2 thửa. Trước đây xã Lạc Đạo gặp rất nhiều khó khăn cho công tác dồn thửa đổi ruộng do hàng loạt cán bộ thôn, xã vướng vào vòng lao lý, hồ sơ đất đai không đầy đủ. Tuy nhiên với quyết tâm cao độ, đến nay đã có 5 thôn được phê duyệt phương án dồn thửa đổi ruộng, 4 thôn còn lại cũng đã hoàn thiện hồ sơ và đang được cơ quan chuyên môn của huyện thẩm định. Đây cũng là xã có số lượng hồ sơ lớn nhất huyện với trên 5.200 thửa. Quá trình dồn thửa đổi ruộng của xã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì Ủy ban xã cũng đã có những cái sự tập trung cao và cho đến giờ phút này cái công tác dồn thửa đổi ruộng của xã Đạo cũng đã đạt được những cái kết quả nhất định và sau đó thì chúng tôi sẽ làm cái thủ tục cấp sổ cho bà con nhân dân theo quy định của pháp luật. Là xã có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất huyện với trên 460 ha, đến nay xã Lương Tài cũng cơ bản hoàn thành công tác dồn thửa đổi ruộng tại 9 thôn với mức trung bình là 1,45 thửa một hộ. Trong đó, 5 thôn đã được phê duyệt phương án, 4 thôn còn lại đang chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến của cơ quan thẩm định. Cái số thửa này thì cũng tạo thuận lợi rất là tốt cho bà con khi mà sản xuất và canh tác trên cánh đồng, rất mong được các cấp lãnh đạo cấp trên quan tâm sớm cái cấp giấy quyền sử dụng đất nông nghiệp cho bà con để cho bà con yên tâm sản xuất và canh tác. Trong tổng số 41 thôn tiến hành dồn thửa đổi ruộng ở 7 xã của huyện Văn Lâm, đến nay có 25 thôn được thẩm định đạt và được phê duyệt phương án. Huyện Văn Lâm quyết tâm hoàn thành công tác dồn thửa đổi ruộng trong tháng 6, sớm hơn 2 tháng so với yêu cầu của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 12 tháng 3 năm 2022. Từ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 6, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện thêm 3 dịch vụ công về bảo hiểm xã hội được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công Bảo hiểm xã hội, đó là hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, về cách thức thực hiện, người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho đơn vị sử dụng lao động. Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội bằng một trong các hình thức sau: qua giao dịch điện tử, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Thời hạn giải quyết tối đa là 6 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ theo quy định. Việc áp dụng thực hiện giao dịch trực tuyến các dịch vụ này là nhằm giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội được kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tăng tính chính xác và giảm bớt các công việc cho cán bộ ngành bảo hiểm xã hội do việc ghi nhận, hạch toán các khoản đóng này được thực hiện hoàn toàn tự động. Nhằm hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang đẩy mạnh triển khai chương trình nâng mức vay tối đa
từ 2,5 triệu đồng trước đây lên 4 triệu đồng mỗi tháng cho học sinh, sinh viên. Chương trình được áp dụng từ ngày 19 tháng 5 năm 2022. Theo đó, đối tượng là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, theo học tại các trường đại học hoặc tương đương đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được vay mức tối đa là 4 triệu đồng một tháng. Kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đến nay, toàn tỉnh có trên 2.700 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với dư nợ trên 98 tỷ đồng. Một số huyện có dư nợ cho vay học sinh, sinh viên cao là huyện Khoái Châu gần 26 tỷ đồng, huyện Văn Giang gần 19 tỷ đồng.